MMA Lion Championship 7. Cuộc chạm trán của những võ sĩ trẻ. 8 trận đấu hạng A với sự trở lại của nhiều võ sĩ MMA trẻ tuổi. Trận đấu tâm điểm cân tải cân sức giữa Trần Minh Nhật và Trần Ngọc Lượng. Cùng hàng loạt trận hạng A và hạng B kịch tính, quyết liệt. Đón xem MMA Lion Championship trên hệ sinh thái thể thao VTV Cup.